Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món cháo mọi người, cháo trắng mọi người, cháo đậu đen mọi người, với gỏi đu đủ với đu đủ mọi người, đu đủ mắm mọi người, với củ cải mọi người, củ cải muối mọi người, củ cải trắng mọi người, cải chua mọi người, cặp hai đen đá mọi người. Đây mọi người, cháo trắng mọi người, cháo đậu đen mọi người. Đu đủ mọi người, đu đủ mắm mọi người, với cải chua mọi người, cải chua. Lưu phê đen đá mọi người. Mũ mọi người. Mời mọi người sáng mọi người, sáng uống phê, làm từ sáng mọi người. Này cháo trắng mọi người, cháo đậu đen với nước dừa mọi người. Này, nước dừa dắt mọi người. Đu đủ mắm đúng giờ. Lô đen nó bồi bồi luôn rồi. Cháo cũng vừa thì nó gì nó hơi ấy xíu mà. Cảm giác hơi béo nhẹ. Cây sao bó đúng mặn, nó thầm gì mặn, nghiêng gì mặn nhiều hơn mà. Trong phải kiểu mặn mặn ngọt ngọt mà. Nghiêng gì mà gì mặn nhiều hơn. Cái giống như cây sao bó muối mà. Còn đu đủ thì có gì ngọt mà. Kiểu mặn mặn ngọt ngọt lắm mà. Còn cải sả bố thì nó mặn hơn mà. Đó. Đó cái người ta chan miếng nước tương lên nè. Chan tương vô đây. Cái da nước này. Cái chan nha. Chan miếng nước tương vô cái cháo nè. Đậu đen đúng bùi nè. Cháo ngon rồi. Nhỏ hay ăn gì mà. Nhỏ như làm tô cháo nha. Rồi học tiểu học mà. Không biết tô này không mà. Tại nhỏ thấy gì nó cũng bự bự rồi. Cho nên dư cũng lâu quá nhớ không rõ mà. Ăn rồi nó nót luôn rồi. Nó đu đủ rồi, dư mấy con cá mà. Cá kêu cá khô nhỏ nhỏ, cá cơm rồi cái gì. Ăn ngon rồi. Chẳng tượng, sáng nào cũng vậy. Chỉ có cháo trắng là ăn dễ thôi mà. Mấy món kia ăn mắc tiền rồi. Phải ăn để mà còn dư tiền mua đồ chơi mà.
đi dài chơi là mà đá bào si vô mới đá bào chè đậu đen mà. Mua đồ chơi mới mua khô này cho ăn này. Chứ ăn mấy món kia cái hết tiền mà giờ chơi cái hết tiền không mua đồ chơi đâu được. Ăn cháo thì mau đói mà. Cây làm nước có nước dừa mà, nói chung là kiểu mà ai ăn ấy thì đãi mà, không thì nhiều khi ăn nó chậm tiêu mà, nó bị ngăn ngực đúng rồi. Cháo ngon rồi, cái cháo trắng cháo đậu đen ngon rồi, cái ta đậu đen nước nước dừa rồi ngon rồi, cái đu đủ mắm rồi nó giòn giòn rồi mặn mặn ngọt ngọt, còn cái cải sáu bóng rồi, cải sáu bóng muối rồi nó thuần vị mặn rồi, ăn không quen lắm rồi. Tôi thì thích đu đủ hơn rồi, tại cái giống như cái vị nó quen rồi, kiểu nó giòn giòn mặn ngọt rồi, còn cải sáu bóng nó cũng nó giòn giòn nhưng mà nó thuần vị mặn rồi, nó không có mấy cái hậu ngọt hay ấy rồi, cho nên ăn không quen lắm rồi. Đây này cô ta bán mà, còn ở nhà làm ướp thì nó khác mà. Ở nhà làm thì ướp theo khẩu vị của mình mọi người. Cà phê đen đá bao đắng mọi người, cháo ngon mọi người. Chào bạn bè mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và cũng một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.